Xin kính chào tất cả quý vị, anh chị em và các bạn. Lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác một cái bộ dàn Panasonic, model của nó là PM37MD. Đây là một bộ dàn rất là đặc biệt. Nó khác các cái bộ dàn Panasonic hai cầu khác ở một cái điểm, đó là cái bộ dàn này thì nó thiết kế với hai loa, thì cũng giống như các bộ dàn Panasonic hai cầu thì là một bát một chép, đúng không ạ? Tuy nhiên thì em phát hiện ra một điểm rất đặc biệt, đó là cái bộ dàn này tại sao nó lại làm con chép nó to đến như thế này. Thông thường thì các bộ dàn Panasonic nói chung và các cái dàn mini nói chung và các cái dàn Panasonic nói riêng thì nó cân chép nó cũng vừa phải thôi, nó chỉ bị tầm được khoảng 2-3 cm thôi. Tại sao con này nó làm nó chép lên tận 5-6 cm như này? Lý do ở chỗ đó là con này nó thiết kế rất là đặc biệt, đó là cái loa ở phía trên này nó phụ trách vừa là loa chép vừa là loa mid đấy, vừa là tiếng lời cũng ra ở loa này luôn, cho nên thiết kế loa rất là to đấy, để ra được hai tải âm chép và mid chung ở loa trên. Thế còn đặc biệt cái loa bên dưới, duy nhất loa bên dưới tính chất của nó giống hệt một con súp anh em nhé, tính chất nó giống hệt một cái loa súp, nó thoát ra toàn bộ là âm trầm, đặc biệt không lẫn một chút xíu lời nào đấy. Nó đã cắt tần ở bên trong cái cục âm ly này rồi, cho nên nó ra, nếu như em lúc em đã test thử em tháo cái dây chép ra thì con này đánh chỉ có một tiếng súp duy nhất, độc một tiếng súp thôi đấy, cho nên là cái nó thoát ra là cái giải âm rất là tách bạch luôn, bát chép rất là tách bạch, rất hay luôn. Bộ dàn này thì bãi về chạy full tất cả các chức năng. Các chức năng của nó bao gồm chơi giải mã optical từ smart TV xuống. Hiện tại anh em đang nghe giải mã qua cổng optical, em để chế độ optical đấy ạ. Tiếp theo nữa là tính năng chơi đĩa CD, kế đó là tính năng chơi đĩa MD, và tiếp theo nữa là tính năng chơi qua điện thoại máy tính. Con này có hai sự lựa chọn cho anh em: một, anh em chơi cổng AUX ở phía sau, cắm ở dây phía sau; hai là anh em cắm ở cổng PMD ở phía trên nóc này đấy, thì có hai cổng liền. Thì hai cổng này, thì cái cổng PMD này thì nó được giải mã âm thanh trực tiếp từ cái mạch của MD, cho nên nó ra tín hiệu âm thanh rất là tốt và chơi hay hơn là cái cổng AUX thông thường ở phía sau anh em nhé. Đấy, con này là nó có nhiều cái điểm rất là thú vị. Và đặc biệt thì con này có chỉnh equalizer, chỉnh equalizer ở trên chiếc điều khiển anh em nhé. Lát em sẽ chỉ các bác cái cách chỉnh, mà có lẽ em chỉ luôn để lát em test nhạc sau. Đây, các bác chỉnh equalizer, các bác ấn cho em vào cái nút có chữ là DISP nút này nhé. Đây, các chế độ nó bao gồm heavy, clear, short, short là lời, void là lời, void và off là tắt. Đấy, thì mình để cho em ở chế độ heavy với cái dàn này thì nó lên tiếng check rất là cao và bass rất là sâu nhé. Đấy, thế còn ngoài ra có các chức năng khác như tăng giảm âm lượng này, hoặc chức năng chỉnh Noma và 2 ở chế độ ở cái nút này nhé, ở chế độ nghe giải mã nhé. Anh em tìm hiểu đây này, mặc định nó sẽ là Noma, là tiếng nó rất là trầm và nó rất là nông, thì mình ấn về chế độ là audio nhé, ấn nút audio này cho về chế độ 2 thì tiếng nó sáng hơn rất là nhiều nhé. Đấy, đặc biệt là có điều khiển để nó có thể điều khiển thêm được như vậy. Còn hai nút này là để nick cái bài ở cái CD nhé. Đấy, ví dụ như vậy. Trước khi dùng điều khiển, anh em ấn cho em nút TV nhé, để nó nhận lệnh cái điều khiển nhé. Chớp đỏ đen nhận lệnh cái điều khiển này. Đấy, mình sẽ dùng được điều khiển nhé. Hiện tại đang mở chế độ optical. Các cái chế độ chỉnh ở cái con dàn này thì nó đều nằm ở cái nút đây nhé. À, lúc đây còn liệt kê thiếu đấy. Con này thêm một tính năng nữa là tính năng chơi USB chân vuông, trực tiếp giải mã trực tiếp từ máy tính để bàn, máy laptop, không cần thông qua cổng AUX nhé. Đấy, chơi USB này thì là nó sẽ ra cái tín hiệu âm thanh rất là hay luôn, hay hơn mình chơi ở AUX đấy. Cho nên anh em chú ý nhé, con này có cả cổng USB chân vuông, giải mã trực tiếp ở cái cổng USB đấy, nó nằm ở trên này đây. Thế đây chính là cổng PMD mà em vừa nhắc đến. Thế đây là cổng tai nghe. Còn phía sau của nó thì nó sẽ có cổng AUX đây, cắm ở rác trắng đỏ đây, và trên nó là cổng optical. Phía dưới anh em chú ý đấu dây rắc cho em đấu đúng màu xanh, mà cực xanh, màu trắng, cực trắng, đỏ và đen, màu đen luôn nhé, để cho nó đúng chuẩn thì nó ra với âm thanh mới tốt được. Đấy, thông số của cái loa đây, quay gần cho các bác xem. Đó, ok các bác nhé, bây giờ thì em sẽ đi này, tiến hành test chức năng và test âm như các bác luôn. Vừa rồi thì em đã mở cái chế độ là cái chế độ giải mã, nên em trở lại chế độ giải mã cho các bác nhé. Ở cái nút USB trên ETX trên in này nhé. Giải mã nó sẽ là optical. Con này thì nó luôn là các bác nào yêu bolero, các bác nào yêu thích nhạc vàng thì vô cùng hay nhé. Đấy. Thế còn remix thì anh em bỏ qua luôn cho bộ này. Remix anh em bỏ qua luôn, không phải xem tiếp video nữa ấy.
Con này không thích hợp với nhạc Dreamix đâu ạ. Nghe Dreamix thì tất nhiên là nghe được, nhưng không hay bằng nghe những cái dòng nhạc em vừa liệt kê. EDM này, à xin lỗi, dòng nhạc Ecotit này, dòng nhạc hòa tấu này, các dòng nhạc vàng và các cái dòng nhạc trữ tình thì nghe rất là hay nha các bác nhé. Tiếng nó rất là sáng tiếng. Trời đêm dần tan, tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn, cầm chắc đôi tay ghi vào đời. Em test tiếp lên tính năng nữa là tính năng chơi điện thoại nhé. Hiện tại em đang cắm bên cổng PMD nhé. Đấy, em sẽ test tính năng chuyển thoại qua PMD. Em sẽ chuyển sang PMD. Anh em thấy tiếng nó sáng không ạ? Cực sáng luôn ạ. Hôm ấy anh đi, mình với mình vừa quen, tình như chưa thành tên, đôi ta đều biết rằng tình yêu như hình với bóng, tình yêu như tờ giấy trắng, như nước em xuôi giữa sông. Thì hôm nay người đi, nụ hoa yêu vừa hé, thì xin giữ ân tình mình anh nhé, sống cho kỷ niệm. Quá khứ tuy úa màu, tương lai mình gần nhau. Em tạm dừng nhé, em tạm dừng nhé, không hề thay đổi volume mà cũng chỉ rút cái jack này ra và em đổi sang cái jack mà AUX nhé. Anh em cảm nhận xem cái chất âm của AUX nó sẽ không bằng chế độ PMD này anh em nhé. Rồi, bây giờ em chuyển sang chế độ AUX này. Để nhá, AUX nhá, em sẽ bật lại. Em sẽ không hề tăng giảm âm lượng và không hề điều chỉnh bất cứ một hiệu ứng âm thanh nào cả. Anh em thấy âm thanh nó chìm xuống không ạ? Biển cương không mây, xanh màu lá rừng, nơi đây đơn sơ. Cho nên con này nó có tối ưu âm thanh ở chế độ PMD rất là tốt. Rồi, ok, bây giờ em test tiếp cái chức năng tiếp theo là chức năng chơi đĩa MD của nó nhá. Em đã bỏ sẵn một đĩa vào đây rồi và em sẽ ấn vào nút chạy MD để cho nó loát đĩa MD. MD đã chơi anh em nhé, chuyển bài em chưa? Em chuyển bài 2. Chuyển bài 3. Ok. MD là ngon lành luôn. Tiếp theo em test đĩa CD của nó các bác nhé. Duy nhất cái tính năng chạy băng dây cassette thì em không có băng để test nữa rồi, thì em bỏ qua nhé. Rồi em test đĩa CD của nó. Dòng này FM thì nó là FM90. FM90 anh em nhé, thì em không test. Ok. Tất cả chức năng em test thì đều đang hoạt động rất hoàn hảo anh em nhé. Đó. Rồi, bây giờ em quay lướt qua hình thức cho các bác xem nhé. Mặt trước thì tổng thể là đẹp ok luôn em nhé. Mặt trên của nó thì sao đây? Rồi, cũng đẹp luôn. Trắng rất đẹp luôn, màu trắng sữa. Ê căng của nó còn tương đối là mới, chỉ có rách một tí ở góc này thôi. Đấy. Tương đối là đẹp nhé. Đầu máy loa cũng rất là đẹp. Hai cạnh trong của loa cũng rất đẹp anh em nhé. Hai cạnh ngoài của nó cũng rất là đẹp. Rồi, phía sau luôn. Phía sau, thùng vách vuông vắn ok hết anh em nhé. Đấy. Đầu máy cũng vậy. Tổng thể bộ này là rất là đẹp. Anh em chú ý cắm cổng PMD, anh em chơi ở cổng giữa cho nhé. Và em bán kèm cho anh em sẽ tặng anh em cái jack này để anh em chơi PMD. Thì còn AUX thì em sẽ không bán kèm mà cũng không tặng nhé. Anh em muốn nhờ có mua thêm thì inbox em sẽ mua thêm. Mà thường thì anh em chơi MD sẽ hay hơn là PMD sẽ hay hơn là chơi AUX nhé. Thì em sẽ bỏ qua cái jack này và em chỉ tặng các bác một cái jack này thôi. Để các bác cắm ở đây các bác chơi PMD qua điện thoại. Đấy. Anh em là thích chơi gọn ở phía sau thì anh mua thêm cái rác này cho em. Em sẽ bán thêm cho các bác nếu các bác có nhu cầu. Và anh em nào có nhu cầu mua thêm cái rác dây giải mã nhé, cái dây quang ấy, thì cũng liên hệ nhé. Bên em sẽ để các bác với mức giá tốt nhất có thể. Đấy. Thế còn giờ này em bán cho các bác thì sẽ kèm tất cả các phụ kiện bao gồm. Thứ nhất là một chiếc điều khiển nhé. Đấy, anh em chỉnh equalizer này, tăng giảm âm lượng này. Đấy. Thứ hai là một cái đổi nguồn để anh em chơi cho điện 100. Đấy là hai phụ kiện và thứ ba là cái dây PMD nữa, là ba cái phụ kiện chính và kèm theo dàn. Em sẽ bán kèm luôn cho các bác nhé. Đấy, anh em có nhu cầu mua thêm bộ chân kê này,
hay là mua thêm dây rắc này, hay mua thêm dây quang thì cứ liên hệ nhé, bên em sẽ hỗ trợ các bác những giá tốt nhất có thể. Đó, anh em đặt dàn theo một trong hình thức, một là anh em chuyển khoản cọc, hai là anh em chuyển khoản đủ. Nếu như các bác mua hàng chuyển khoản cọc thì các bác vui lòng là đặt cọc cho em với số tiền là 300.000 đồng. Đấy. Còn nếu như bác mua hàng mà chuyển khoản đủ luôn thì bên em sẽ cũng sẽ ưu đãi và cũng bao ship luôn cho các bác. Đấy, cho nó hữu dụng. Mọi chi tiết đặt hàng anh em liên hệ số Zalo là 0975 575 262. Bộ dàn này em bán với giá là 1.400.000 đồng. Đấy, 1.400.000 đồng em nhé. Chuyển đủ thì bên em ship, còn chuyển cọc thì các bác giả tiền ship giúp em. Tiền ship nó sẽ dao động từ khoảng độ, tùy đường địa điểm thì nó dao động khoảng độ từ 45 đến tầm 65.000 đồng thôi. Đấy. Rồi, xin cảm ơn tất cả anh em.